đang xem với một cái cấu hình trị giá là 34 triệu anh em nhé. Nếu mà anh em không muốn sử dụng một chiếc vang số khó chỉnh thì đây là một sự lựa chọn cho anh em. Một cái cấu hình trị giá 34 triệu để anh em có thể chơi cho những cái căn phòng nó rơi tầm khoảng độ là 30 mét vuông thì đây là một sự lựa chọn. Một cặp loa ở đây em sử dụng cặp loa S12 anh em nhé. Đó, anh em có thể nghe qua cái chất âm của nó. Đó, đây anh em có thể nghe qua cái chất âm. Loại S12 này thì sử dụng một bát 30 và từ neo anh em nhé. Rất là đẹp, không một con ốc nào bắt đâu anh em nhé. Dòng này thì cực kỳ đặc biệt, sử dụng bát neo, chất âm của nó cực kỳ chất và tiếng ca của nó rất là đẹp anh em nhé. Tiếng ca rất là đẹp, anh em nhìn nó đẹp không? Đó, một lớp sơn cát rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Giá rất hợp lý nhá, 13.500.000 đồng. Chất âm rất là hay. Cặp này thì anh em chơi karaoke gia đình thì tuyệt vời anh em nhá. Một chiếc súp ở đây em sử dụng một chiếc súp 40 TVK15. Dòng súp 40 này thì phù hợp cho những cái căn phòng karaoke vừa phải anh em nhá. Tiếng ra rất là hay, đẹp. Đó. Súp 40 này thì là súp mặt anh em nhá. Nó sẽ trực diện đánh trực diện, nó cho ra cái chất âm rất là sâu và chắc gọn anh em nhé. Thiết bị tủ máy ở đây thì cũng đơn giản thôi, anh em có thể nhìn thấy. Dàn máy thì tất nhiên rồi, vẫn tặng một quản lý nguồn P10 anh em nhé. Tặng một quản lý nguồn P10 trị giá là 1.800.000 đồng anh em nhé. Và mic ở đây sử dụng mic 75-25 mã. Với dòng mic này thì dùng karaoke gia đình rất là tuyệt vời anh em nhé, rất là ok. Và một vang ở đây sử dụng vang LX6 anh em nhé. Một con vang mà anh em có thể chỉnh tay rất là dễ dàng, có những nút chỉnh tay cực kỳ dễ dàng anh em nhé. Có nâng tiếng thích hợp, bass mid-check chỉnh tay cực kỳ dễ dàng. Có đầy đủ delay, repeat và reverb, echo reverb luôn anh em nhé. Và quan trọng hơn nữa là có luôn cả cái nút chống hú anh em nhé. Có nút chống hú thì anh em có thể là sử dụng chống hú. Nhưng mà cái vấn đề hú thì như em nói rồi, kể cả ở đây em không dùng, nếu mà bật vào thì nó sẽ on, và nhả ra thì sẽ là không có. Anh em chắc chắn là sẽ không, nếu mà mua bộ dàn bên em thì thường thì cũng không phải dùng chống hú đâu. Thì cơ bản là tất cả thiết bị nó đồng bộ, nó sẽ không gây ra hiện tượng hú rít anh em nhé. Ok, một con vang LX6 và con này thì đang có khuyến mại từ 2.800.000 còn 2.400.000 anh em nhé. Con vang này thì nó là một trong những con vang mà đánh giá cái chất âm rất là hay, tiếng rất là gọn, cực kỳ gọn luôn. Và không thể thiếu đó là một cục đẩy 4 kênh 1000W, đó là HD 4.10. Con này nó có màn hiển thị cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Màn hiển thị cực kỳ đẹp. Và nó là một trong những cái con đẩy mà nó cho ra cái chất âm rất là ok. 1000W một kênh anh em nhé. 1000W một kênh. Đó. Đây, 705 giá là 2.600.000 đồng. Vang LX6 với giá là 2.400.000 đồng. Đẩy HD 4.10, 1000W một kênh nhân 4 kênh. Giá của nó hiện tại đang là 9.200.000 anh em nhé. Đó. Tặng một quản lý nguồn với bộ cấu hình này. Đó. Và anh em lưu ý với chiếc súp ở đây giá 6.500.000 anh em nhé. Cặp loa giá là 13.500.000. Và anh em cùng nghe thử cái tiếng micro nhé. Sau 7, 8, 9, tiếng echo vang nha, cực kỳ tốt anh em nhé. 1, 2, 5, 6. Đó, thì anh em có thể tham khảo với cấu hình này. Trị giá là 34.200.000 đồng. Mọi chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả.
Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.